trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam. Dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh là di sản quý báu, là loại hình nghệ thuật in đậm tâm hồn, cốt cách của người dân xứ Nghệ, được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử thăng trầm của dân tộc, những cơ duyên lịch sử đã tác động đến vùng đất Nghệ Tĩnh, tạo nên một cái nôi văn hóa đặc trưng mang tính cộng đồng cao. Tinh hoa của trí tuệ, tâm hồn, khí chất con người Nghệ Tĩnh, những diễn biến tâm hồn vô cùng phong phú và đẹp đẽ của con người xứ Nghệ được kết tinh trong những sản phẩm văn hóa dân gian ví dặm. Quê hương nuôi ta bằng dân ca ví dặm, giọt sữa chắc chiu, khoai sắn, dưa cả, cho ta lớn lên tháng ngày đằng đẵng, quá nửa cuộc đời vẫn nâng bước đi xa. Ngọn núi Hồng mỗi bậc mỗi ơ cao, chứ đôi bờ ví dặm xôn xao, chặt chiêu tư chạt nơ ngào sắc ngỡ quê. Có phải quê nghèo gừng cay muối mặn, tô hát nằm nghiêng cát bỏng gió lào, bao thấm đẫm hồn thiêng sông núi, nên ví dặm rồi càng hiểu tấm lòng nhau. Sông Lam núi Hồng một tình yêu bạn về quê mình xứ Nghệ, kể chuyện thuở bình minh đây một vùng non xanh nước biếc, khi tổ hồn thiêng địa linh nhân kiệt, tình người đồng mắt đất hoa nên thơ, núi Hồng sông Lam dài lắm hồng núi
sống chung điệp. Núi răng huyền thoại sông hát dòng đò đưa. Xưa ai đến tóc xe tơ để dòng Lam mãi đôi bờ nhớ thương. Ở núi hồng sông Lam lung linh hồn sông núi, một trời thơ giao dạt màn chạc câu đò đưa. Có phải núi sông xưa ở hai đầu cầu Vi tìm nhau về một phía bởi núi nhớ sông thương. Núi xanh thành đón hồng, sông rung hóa dòng Lam, núi cao thành dáng đứng, sông sâu lắng hồn quê. Ngọt ngào như cô gái quê ta, câu ví rằng ngân nga ai xa mà nói nhớ. Chuyện tình xưa lời thề còn đó đã nát phăng phai tình nọ nữa.